Thế giới sẽ đi về đâu? Khoa học đời nay thật khéo cho bày ra cái máy chạy vo vo, tranh quyền tạo hóa nồng thay lành, Đông Á lần hồi phù hoạt mo. Có tiền mua lấy cũng nên cho, tủ sắt còn đầy còn gió vo, nhưng ngặt khang dầu e hết điện, trở về lối cũ lùm câu mo. Câu mo chừng ấy đắt tiền cho, ngõm cổ thêm dài hút gió vo. Chủ khách ngẩn ngơ cơn nóng bức, thôi thì toa mọ tạm dùng mo. Chích trong Vịnh Quạt Máy, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết tại Bạc Liêu năm 1941. Lời bình về đoạn sấm trên: quạt máy tức tượng trưng cho nền văn minh khoa học, máy móc, thực nghiệm hiện đại đã phá hoại môi trường mà loài người vỗ ngực tự hào. Quạt mo tượng trưng nền văn minh thô sơ, hiền lành, cổ đại, an dưỡng mà loài người đã miệt thị chê bai là cổ hủ. Tất cả ba bài thơ đều gieo vần cho, vo, mo, điệp ngữ, điệp vận nhằm mục đích nói thiên cơ thế chiến thứ ba. Vậy phải chăng tác giả ám chỉ thế chiến ba sẽ đưa nhân loại trở về thời đại quạt mo, mượn cái quạt máy để bói tương lai nhân loại? Đức Huỳnh Giáo Chủ đã nêu lên đại họa khan hiếm dầu. Vì khan hiếm dầu và hết điện, khi dầu khan hiếm, các nhà máy điện không thể hoạt động phát ra điện năng được. Và nếu như hết điện thì mọi sinh hoạt trên toàn cầu sẽ bị tê liệt. Và nếu không có dầu, máy bay không thể cất cánh, tàu xe không thể chạy được. Nói tóm lại là mọi hoạt động thời đại điện năng bị ngưng trệ, xã hội rối loạn. Giặc dậy, cụm từ âm tiếng Pháp toa mỏ là ý nói là mày tao, ám chỉ thực trạng văn minh Tây phương rối loạn, không còn tôn ti trật tự gì nữa. Chừng nào thế giới gặp đại họa khan hiếm dầu, khi bom nguyên tử nổ gây nhiễm độc phóng xạ nguyên tử, cả giếng dầu bế tắc, cả thế giới văn minh điện tử tê liệt, chừng đó các cụ già miệng nhai chầu bõm bẽm, kêu đám con cháu môi son má phấn, nhõng nhảnh đi giày cao gót, trở về lối cũ lượm câu mo. Đức Tứ Thánh tiên tri như sau: đạo Phật diệu diệu thầm thâm, dầu mà tận thế ngàn năm vẫn còn, kẻ dài bị khôn đánh đòn, vì thời bất đại chiều lòn chó qua, gặp cơn bình địa phong ba, kẻ khôn là dài mới là chó. Có quạt máy phù quạt mo, chừng nào hết điện quạt mo đắt tiền, đi tàu thì khỏe hơn thuyền, khi tàu chết máy xuống thuyền ai cho. Nắm khi đói gọi khi no, chê bai mắng nhiếc nhỏ to làm gì? Chích trong Kinh Giảng Xưa của Tứ Thánh. Hai nguồn cung cấp dầu khí lớn nhất thế giới như chúng ta biết đó là nằm ở nước Nga và ở khu vực Trung Đông. Nhưng mà vào năm Cợp Nhâm Dần 2022, chiến tranh giữa Nga và Ukraine khiến giá xăng dầu tăng và gây suy thoái kinh tế, vật giá thì leo thang, rối loạn xã hội, bất ổn chính trị địa toàn cầu. Và cho đến năm Mẹo Quý Mão 2023 năm nay,
chiến tranh ở Trung Đông đã bùng nổ cách đây vài ngày không xa. Các giếng dầu bế tắc không khai thác được, giá dầu chắc chắn sẽ đội giá tăng thêm một lần nữa. Nền văn minh hiện đại vận hành theo cơ giới tân tiến sẽ bị kiệt quệ và ngưng trệ. Hai năm cọp và năm mèo, tức Nhâm Dần và Quý Mão 2022 đến 2023, thế giới gặp khó khăn vì giá dầu mỏ gia tăng, hoàn cầu đảo điên đã được chư vị tiền bối tiên tri như sau: rã tan vỏ trụ quả địa cầu, rời rạc tiêu điều phúc canh thâu, Năm Dần đúng lúc ôi khó tránh, mèo mu mu mèo có còn đâu. Trích trong Tiên Tri của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh, Thiền Tịnh Bửu Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 1998. Đặc biệt là chiến tranh Trung Đông bùng nổ năm Mèo 2023 diễn ra vào ngày 7 tháng 10, 2023 vừa rồi, khiến các giếng dầu bế tắc, hoàn cầu rối loạn rã rời. Bần sĩ vô danh biết cơ trời, làm sao tránh khỏi kỳ vận ôi. Ba bên bốn phía đang vây phủ, trùng trùng điệp điệp đến không lơi. Rồi đây phong cảnh ôi thảm nào, khắp trong hoàng vũ sẽ rã rời. Trích trong Tiên Tri của Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh, trang 100, Thiền Tịnh Bửu Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 1998. Đi lộn vòng mé biển Cù Lao, lộn đi lộn lại cùng tao với mày, mắc nợ đời phải nói cù nhầy, đánh dần đánh mèo nói rầy nói mai. Trích trong Kim Cổ Kỳ Quan 23/46, ông ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Cảnh thay đổi núi rừng còn rã, huống chi người quý giá bao nhiêu. Từ đây dần mèo hoành hiu, cuối mùa cuối tiết thủ tiêu hết rồi. Nghe ta nhắc đừng bôi quỷ vị, nếu trễ rồi thì sẽ bị lao. Trận này trời phạt ngày cùng, lệnh trên đã định không dung hồng trần. Ai ngu lo tội tân mù ám, ai khôn ngoan thông cảm hiền lành, ai ngu đần bả lời cùng danh, ai chỉ sáng phá đài thành bờn cấu, ai ngu muội giờ này tần tạo, say xưa mê bỏ đạo mất rồi. Ai khôn chọn đất cao như đồi, ai dại dột bị trôi biển hải, ai khôn ngoan giờ này hối cải, kẻ ngu đần sáng bảy chiều ba. Ai khôn không cửa không nhà, mong về cõi Phật ma ha gọi nhuần. Ai ngu tâm phập phần nóng nảy, ngày tháng năm tính bảy tính ba, tính rồi cũng sẽ ra ma. Còn ta khôn khéo thiết tha hằng ngày, ai khôn ngoan như lai ẩn chiếu, kẻ ngu si ta biểu không lo. Ngày mai bão tố mưa to, ai người cầm lái đưa đò cho ngươi. Cố gắng đi đại từ đại lực, để ngày mai chung sức với thầy. Thiên cơ trời máy tạo vần xoay, ta đáp ứng đủ đầy lễ nghĩa. Miếng đất ruộng không lo trồng tỉa, hạt giống lành mai mốt rồi nhờ.
bởi chúng sanh đừng có dài khờ, khờ khảo quả lạc bờ lạc nẻo. Trong ngương hòa này tu cho khéo, ráng đi trò đời mộng mẹo gian cơ. Trích trong Cú Nguy Tận Thế số 2, Đức Cầu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Trích trong Cú Nguy Tận Thế trang 92-93, Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 1996. Lắc léo lời nói hiểm nghèo, dần mèo như thể qua đèo người ơi. Nghĩ rồi tôi lại thương tôi, oán tôi oán thời thôi phần mình. Như vậy uổng trí xuất tình, nào ai có ép nghe mình tại đâu. Mượn gươm thần huệ cao sâu, vô tình cho đỏ thương đâu nổi dài. Thầy ra hai chữ văn tài, chữ mắt thì biết rẻ ngoài thì không. Dốc lòng niệm Phật chỉ công, chữ rẻ còn nhớ mắt không biết rầy. Chữ rẻ còn nhớ đề bài, chữ mắt thời dẫu thương thầy thì công. Ngồi buồn lời nói minh mông, xui thầy thương tử trò đông càng tình. Phi lan phản già chê hình, lâm nguy lục thị thương tình nguyệt ngã. Kim ngọc mê xương tự ca, đời này vây trả xét ra sờ thầm. Không biết thời nói người lầm, người mà biết đạo lỗi lầm về đâu. Nay đà trời Phật tóm thâu, nói cho các nước lo âu việc đời. Luận sao đặt để thuận lời, bình phân ý tử người đời ghét thương. Trích trong Kim Cổ Kỳ Quan, Tiền Giang 1995. Ông Ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Sydney ngày 10 tháng 10 2023. Kỳ Vân cư sĩ biên khảo